Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện món cánh gà chiên nước mắm. Để thực hiện món cánh gà chiên nước mắm thì ở đây mình đã chuẩn bị 500g cánh gà. Mình đã rửa sạch và mình chặt thành từng miếng vừa ăn. Tỏi bằm, 3 muỗng nước mắm và 2 muỗng đường. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi ướp cánh gà nhé. Để mình chiên cho cánh gà được vàng giòn và không bị cháy thì mình sẽ bỏ vào đây khoảng một nửa cái tỏi mình đã bằm và một muỗng dầu ăn. Một muỗng cà phê tiêu. Mình trộn đều đi. Mình chưa có bỏ nước mắm và đường vào ở cái lần chiên này nhé. Nếu mà mình bỏ nước mắm và đường và mình chiên cùng thì cánh gà của mình nó sẽ không được vàng giòn và nó bị cháy. Đều đi. À, bây giờ mình sẽ mang chiên cánh gà nhé. Mình cho dầu vào chảo cho dầu của mình nó nóng lên. Chiên xong cánh gà thì mình sẽ cho cái phần tỏi còn lại vào trong chảo dầu. Thank you.
video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình để nhận được những video mới nhất thì xin mời các bạn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.